tươi nuốt sống đối thủ trong giai đoạn đi đường, mà lối chơi của họ sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc kiểm soát những pha giao tranh từ giai đoạn giữa của ván đấu trở đi. Như chúng ta cũng đã biết, Jindong là đội có quyền chọn bên sau khi họ thắng trong phần tung đồng xu, và họ đã chọn đội 2 để hạn chế những lựa chọn bất ngờ đến từ bên phía của T1. Trong khi đó, phía bên T1, họ cấm đi Rakan của Missing, họ cấm đi Nico, con bài thành công nhất của này. Hai con tướng được sử dụng nhiều nhất trong đội hình của phía Jindong bên mình, đó chính là Nico và Rakan dành cho Missing đều đã bị cấm đi. Còn bên phía của Jindong, họ cũng đã cấm đi Ash trong vai trò hỗ trợ của Kera, tránh trường hợp hai xạ thủ sẽ xuất hiện khu vực đường dưới, và con Poppy biến số ở trong khu vực rừng cũng tạo nên rất cao đến từ Honor. Như vậy có một cái khả năng nho nhỏ là bên phía của Jindong sẽ muốn đánh những vị tướng đột biến ở chỗ của Kanavi, tại vì Poppy là một vị tướng sẽ khắc chế rất tốt những cái lựa chọn carry mạnh ở trong vai trò đi rừng từ bên phía của đối phương. Và lực cấm cuối cùng là Kalista, Java là lực cấm cuối bên phía của T1. Ngay lập tức T1 khởi đầu rất chắc chắn nha, với lựa chọn Orina cho Faker. Là một sự lựa chọn mà tôi nghĩ rằng ổn, bởi vì Zed ở khu vực trên chúng ta vẫn đang có hai con tướng Blind Pick dành cho bên phía của T1, đó chính là Rumble và Aatrox. Nếu như Rumble được lựa chọn đến từ 369 thì hoàn toàn có thể có được Aatrox dành cho Zed. Và đừng quên rằng vẫn có thể có sự xuất hiện Drell dành cho Honor ở trong cái lượt này luôn. Nó sẽ mở ra một cái đội hình đánh giao tranh rất mạnh dành cho bên phía của T1. Còn bên phía của Jindong, họ cũng đưa ra những cái bài toán chỉ thẳng mặt rằng tôi sẽ pick những con tướng mạnh Rumble và có. Và lần này sẽ là... rồi, dấu máy này, Akali hay là Syndra đây? Syndra là Akali. Syndra là vị tướng mà anh ta đã có rất nhiều thành công ở tại LPL. Nhưng Akali là một con tướng mà số lần xuất hiện trong tay của Nai không cao. Nhưng trong khoảng thời gian vừa qua, Akali là một lựa chọn mà rất nhiều người chơi đường giữa đã tập luyện để đánh với những kèo như Orianna hoặc là Azir. Và chính bản thân của 369 nữa cũng tập luyện rất nhiều con tướng Rumble này. Trong sự nghiệp thi đấu của ta, anh ta mới sử dụng Rumble đúng một lần. Nhưng trong những ngày thi đấu vừa qua, anh ta đã train hàng trăm lần những... hàng trăm hơi quá. Hàng chục lần những cái ván Rumble. Thì đây là một cái sự lựa chọn đã chuẩn bị trước đến từ bên phía của 369. Và Vi, tôi nghĩ sẽ hợp lý hơn so với con bài Wukong. Sang lượt cấm phi 2 của phía Jindong, có lẽ họ phải cấm đi thăm Ken của Kira. T1 có những giai đoạn... thực ra cho tới thời điểm hiện tại thì hai đội đang cấm chọn, tôi nghĩ là khá là sát với meta. Vẫn chưa có một cái lựa chọn nào đó quá đặc biệt. Akali nó sẽ tương đối thú vị một tí, nhưng mà đây là một lựa chọn mà chúng ta đã thấy đã xuất hiện từ vòng tứ kết, khi mà một số đội dùng nó để đối mặt với lại Orianna. Rail đi rừng của bên phía T1 thì cũng không lạ gì cả, và Aatrox được lựa chọn vào Rumble cũng không có gì ngạc nhiên cả đến từ bên phía T1. Thì chúng ta sẽ tiến tới giai đoạn 2. Đây là giai đoạn quan trọng, như đã nói, T1 đặt rất nhiều điều kiện thắng của mình vào đường dưới. Đường dưới của họ có thắng đường hay không thì cũng phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn cấm chọn. Jindong quyết định cấm đi Senna. Rồi, không cấm Tamken. Như vậy chúng ta vẫn sẽ có những cái cặp Tamken hoặc là Jin kết hợp cùng với lại Guma Yoshi. Tamken là một cái con tướng có thể khắc chế cả Vi lẫn Akali trong đội hình của phía Jindong Gaming. Còn một lượt cấm cuối nữa của phía Jindong Gaming, họ cần phải cân nhắc kỹ. Trước đó thì bên phía của T1 cũng cấm đi Nautilus để tránh trường hợp Kai'Sa sẽ xuất hiện. Như vậy là bên phía của Jindong quyết định là để hở ra cặp Jin và Tamken ở khu vực dưới. Họ cấm đi Caitlyn trước. Senna, Caitlyn, nó sẽ vô hiệu hóa hai combo đến từ phía T1 là Senna, Tamken và Caitlyn Lux, hoặc là Caitlyn kết hợp với bất kỳ một vị trí xạ thủ nào khác ở đường dưới. T1 sau khi cấm Nautilus thì họ còn cần phải đưa ra lượt cấm cuối cùng sẽ nhắm vào khu vực đường dưới. Liệu họ sẽ chọn hạn chế bớt Missing hay là dành một lượt cấm cho Ruler? Đó là Rataclas đã bị cấm, như vậy là cấm thêm hai hỗ trợ trong giai đoạn 2 từ T1. Ruler sẽ có thể có cho mình Xayah. Một sự lựa chọn tương đối là an toàn, chất tướng cũng khỏe giai đoạn về sau, và nó phù hợp với lại lối chơi của Ruler, tự đảm bảo cái vị trí để có thể bắn trong những tình huống giao tranh. Rồi, cặp đôi đường dưới của phía T1 cũng sẽ lộ diện. Giai đoạn cấm và chọn tôi đánh giá cũng tương đối tốt của phía Jindong á. Họ hạn chế những mẫu chất tướng mạnh ở khu vực đường dưới để tránh một cái kèo bị thua đường dành cho Ruler. Đồng ý. Thì ý đồ của họ cũng đã được vận hành. À dạ. Oh, cũng là Jin nhưng đây là 4K. Và họ có luôn ba ở khu vực đường dưới để gia tăng thêm khả năng đi roam dành cho Kera. Rất bất ngờ. Jin và ba. Đây là Guma Yoshi, Kera hay là Ghost Barrel ta? Đây là một lựa chọn cũng khá thú vị. Jin là một lựa chọn mà tỷ lệ thắng đường sẽ không cao. Đây không phải là vị tướng mà bạn chọn để thắng đường. Đây là lựa chọn để bạn đánh cánh dưới yếu và tập trung tài nguyên cho cánh trên. T1 đang muốn đánh vì Zed ở trong ván đấu đầu tiên này. Để coi ván thi đấu này thì sẽ vận hành như thế nào đến từ Kera. Chúng ta sẽ có được những cái kèo tự chơi và phá thế lính đến từ con Jin của Guma Yoshi. Còn bên cạnh bên đó thì Missing cũng đã có luôn cho mình đó con Alista, phối hợp với đội hình khả năng mở giao tranh rất mạnh của phía Jindong. Cả hai đang sở hữu một đội hình mong muốn của mình ở trong giờ cấm và chọn ván thi đấu đầu tiên này. Alista, Xayah ở khu vực đường dưới. Thật ra thì
Bộ đôi đường dưới của bên phía Jindong cũng không mạnh trong giai đoạn đi đường. Đặc biệt là Alistar ở cấp độ đầu tiên thì đây là vị tướng mình gần như bạn sẽ chấp nhận là đối phương sẽ đẩy được. Và tôi nghĩ rằng với cái chất tướng của cả hai đội thì ở một vài cấp độ đầu tiên, cụ thể là khoảng 3 cấp độ đầu tiên, thì Tiêu Anh vẫn sẽ đẩy được ở trong khoảng thời gian ban đầu. Và cách triển khai của Tiêu Anh tôi đoán thôi nha, cũng sẽ không thay đổi so với một số ván đấu trước. Họ sẽ đẩy đường dưới và con Rail Warner sẽ đi qua tìm Kanavi ở khu vực rừng cánh dưới sớm. Cũng có thể là một cái phương án để có thể tấn công mạnh mẽ hơn dành cho bên phía của Tiêu Anh để coi cái cách mà họ vận hành sẽ được như thế nào đây. Chúng ta sẽ có một vài những cái tính chất đặc thù của những con tướng, ví dụ như là con bạc đã xuất hiện trong tay của Kera, thì đây là một mẫu chất tướng có thể đi roam để có thể lượm chuông và gia tăng thêm cái lượng kinh nghiệm của mình. Vì vậy họ hoàn toàn có đủ khả năng đạt được cấp độ 6 khi mà tranh chấp con sứ giả. Và để coi con Alistar này của Missing có muốn bổ sung thêm cái điểm phụ nhánh pháp thuật là cái thủy thượng phiêu để có thể gia tăng thêm cái khả năng đi roam và can thiệp được tốt như là cái cách mà Kera sẽ làm ở trong ván thi đấu này không đây? Đây sẽ là ván thi đấu mà sẽ có được những lợi thế ở giai đoạn đi đường nhất định, ít nhất là như vậy dành cho cả Faker và bộ đôi đường dưới của T1. Trận đấu bán kết 2, bán kết cuối cùng để xác định xem đối thủ của Weibo Gaming trong trận chung kết của chung kết thế giới 2023 là ai giữa T1 và Jindong chính thức bắt đầu bây giờ, với T1 bên phía đội 1 và Jindong bên phía đội 2. Bản thi đấu vẫn đang hết sức hấp dẫn, để coi rồng nguyên tố đầu tiên nó muốn gia tăng thêm cái tầm hấp dẫn bằng một con rồng gió để có thể tạo ra một cái yếu tố linh hồn rồng mạnh mẽ hơn ở trong bản thi đấu này không? Rồng hóa kỵ cũng được. Và di chuyển cấp độ 1 đến từ bên phía T1, nó không phải là một tình huống xâm lăng quá sâu mà họ đang tập trung lại để có thể bảo vệ phần rừng của mình. Trước đó, họ đã cắm mắt rồi. T1 đã cắm được một con mắt vào khu vực bùa đỏ của Kanavi. Sau đó thì ở khu vực cánh dưới, Kera và Gumayusi cũng tự tin di chuyển vào khá là sâu vào phần rừng của đối phương. Rồi, chúng ta sẽ có được một con Rumble thiêu đốt và thiên thạch ở khu vực đường trên. Rất ở trong cái kèo thi đấu này thì anh ta cũng lấy thiên thạch đối với lại Aatrox. Có lẽ như anh ta sẽ hướng tới một con Aatrox sát lực. Anh ta sát lực Aatrox từ đầu đến giờ. Thường hay làm mà thôi, áp lực cũng sẽ là có. Cái điểm đặc biệt khác đó chính là cái con pet hỗ trợ của Honor đang ở trong phong hồ. Anh ta muốn đánh ra hai bên cảnh anh ta muốn di chuyển sớm hơn so với lại Kanavi. Như vậy là với thông tin có được thì Honor quyết định khởi đầu vòng rừng bên phần sân của đối phương. Với việc hồi nãy chúng ta đã nói về việc là có khả năng bộ đôi đường dưới T1 sẽ đẩy và Honor sẽ đi tìm kiếm Kanavi ở khu vực rừng cánh dưới, thì bên phía Jindong quyết định khởi đầu ở cánh dưới để đảm bảo điều đó không xảy ra. Nhưng Honor đã đọc được ý đồ của đối phương với việc cắm mắt vào khu vực bùa đỏ và đã cướp được vải chim biến dị, sau đó là vải bùa đỏ của đối phương luôn. Một cách rất dễ dàng. Câu hỏi đặt ra dành cho Kanavi hiện tại là liệu anh ta có biết hay không? Rồi, như vậy sẽ tạo ra cái thế đổi cánh rừng. Và cái thế đổi cánh rừng này hoàn toàn phù hợp với lại Aatrox và Jin của Gumayusi ở khu vực dưới. Họ sẽ chú trọng tới cánh trên nhiều hơn dành cho Zed. Một ván đấu mà chúng ta đang thấy rằng cái lối tiếp cận của phía tiên quanh nó đang thay đổi so Kanavi với những cái điều mà họ đã làm từ Kanavi trước. Kanavi không biết. Tôi đang nhìn thấy anh ta kéo bãi sói giật ngược về phía khu vực cánh trên, tức là ta đang vẫn muốn di chuyển lên phần rừng cánh trên của mình. Và Kanavi không biết rằng rừng của mình đã bị cướp sạch ở khu vực cánh trên. Vì vậy, và Honor cũng đang di chuyển ra sau lưng của 369. Đợt lính đang đẩy cao, 369 sẽ là mục tiêu được chọn. Honor bắt đầu tiếp cận với bùa đỏ trên người. 369 bỏ chạy, anh ta đã bị làm chậm, anh ta đã bị làm choáng. Và anh ta không có đường lui ở trong tình huống này. Chiến công đầu thuộc về Zed. Trong khi đó thì Kanavi đang tấn công ở đường giữa. Faker vẫn lui về được. Faker không có tăng tốc pha, nhưng mà dù sao thì trong cái tình huống tấn công vừa rồi anh ta vẫn có khả năng rút lui. Một con mắt được cắm ra trong một pha thi đấu mà Honor đã lộ hình ở khu vực dưới đường trên, thì Kanavi cũng rất nhanh chóng chuyển đổi cái hướng di chuyển rừng của mình. Faker đang hơi thấp máu chút xíu, nhưng anh ta đang câu kéo tốt thời gian của Kanavi. Faker đang giúp cho Honor giữ lại bãi chim biến dị của mình. Honor đã kịp từ nhà chạy ra bởi vì anh ta mua giày. Và Kera cũng có mặt với hành trình kỳ diệu để đưa Kanavi về. T1 khởi đầu cực kỳ hoàn hảo, họ vẫn chưa mất bất kỳ một tài nguyên nào cả trong pha triển khai cấp 1 của mình. Một khoảng trống di chuyển rất lớn dành cho Kera để có thể hỗ trợ kịp thời cho Honor giữ được vải chim. Và thậm chí là Honor đang muốn cạnh tranh con cua cánh trên với lại Kanavi. Anh ta có quyền làm như vậy bởi vì cánh trên T1 đang đẩy được. Và sau chính sẽ không thể nào tiếp cận khu vực cua trên. Thậm chí là Honor còn cẩn thận di chuyển vào cắm mắt trước để đảm bảo rằng không có pha bất ngờ nào đến từ bên phía Kanavi. Và cái đợt lính của Zed cũng được đẩy tràn trụ bên phía đối phương rồi. Đây là một pha thi đấu mà như Luân đã chia sẻ thì không có thông tin đến từ bên phía của Jindong Gaming. 369 gần như là cá nằm trên thớt. Và đây tình huống nhường mạng rất tốt. Điểm hạ gục chiến công đầu dành cho ngồi nổ chủ lực là con bài Aatrox của Zed.
và họ không mất gì cả. Cho tới thời điểm hiện tại, T1 vẫn chưa mất bất kỳ một phép bổ trợ nào, cũng như các bãi quái rừng của Honor vẫn còn nguyên. Việc Canavi sử dụng V đã bị khai thác tối đa đến từ bên phía T1, và chúng ta đã xem rất nhiều những ván đấu ở tại Chung kết thế giới 2023 này. Nếu như V gặp khó khăn trong việc lên cấp độ, ảnh hưởng của Canavi lên ván đấu sẽ rất thấp. Đây là Gumayushi hay là Ghost đây? Hãy nhìn về mỗi trang bị lớn đầu ta, anh ta hướng tới là một cái dây bạc đảm bảo cái sự an toàn ở khu vực dưới, không bị tấn công của phía đối phương. Coi như đây sẽ là một cái kèo tự chơi, để cho các bạn có thể thấy Kira rất chịu khó di chuyển, thậm chí có một khoảng thời gian rất dài anh ta AFK ở khu vực giữa để có thể tạo ra thêm áp lực dành cho Faker. Và khi mà Guma cần Kira có mặt ở đường dưới để có thể đẩy tiếp cái đợt lính này, con chim thứ hai, xin lỗi, bãi chim thứ hai đang nằm trong tầm kiểm soát đối từ Honor. Sự phối hợp giữa Faker và Honor đang rất tốt. Ở thời điểm bãi chim chuẩn bị ra thì Faker vẫn đang đẩy đường. Sau đó thì Nai cũng bị kéo máu nhiều và lui về. Nhưng sau khi cắm mắt để kiểm soát khu vực bãi chim đó thì Honor cũng đã lui về khu vực rừng của mình. Anh ta vẫn còn cái bùa đỏ đầu tiên trong rừng của mình vẫn chưa giải quyết. Và giờ đây anh ta sẽ có được nó. T1 vẫn giữ được lợi thế và khoảng cách họ tạo ra được trước Shindong sau 5 phút thi đấu hơn là khá xa. Rồi, Canavi ở thời điểm hiện tại mới chỉ lên cấp độ 4 mà thôi. Vừa rồi anh ta mới lên cấp độ 4, hơi trễ một chút xíu so với lại Honor. Tài nguyên ở trong rừng của Canavi không nhiều ở trong cái ván thi đấu này. Và sao chính cũng đang hơi ngợp ở khu vực giờ. Với một điểm hạ gục chiến công đầu thì Zed có một mảnh kháng phép khiến cho anh ta không bị lỗ máu trong những tình huống trao đổi chiêu thức trực tiếp với lại và sao chính. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã nói điều này trước khi trận đấu bắt đầu. Shindong không phải là đội mạnh trong thời gian đi đường. Họ mạnh nhất ở những pha giao tranh giai đoạn sau. Và giờ đây thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là liệu khi bị dẫn trước như thế này thì Shindong có thể hiện được cái sức mạnh đó của mình hay không. Khoảng cách lúc này đang là khoảng chừng 1000. Canavi tổ chức một pha ăn rồng với sự hỗ trợ đến từ Nai còn ở đường trên. Zed lao vào trụ và solo kill. Một tình huống mà tạo ra lợi thế dành cho Zed. Chính bản thân của Zed cũng đã khuếch đại cái lợi thế này. Có lẽ như chúng ta cần phải xem lại tình huống solo kill khu vực đường trên, nhưng trước đó chúng ta phải nói đến cái quyết định ăn rồng. Tôi nghĩ rằng tốt đến từ Canavi, mặc dù ăn rồng hơi tốn thời gian chút xíu, nhưng bởi vì cái lượng kinh nghiệm rồng bổ sung thêm cho anh ta khiến cho anh ta không bị thọt về mặt tài nguyên so với là Honor. Có vẻ như là kế hoạch rất nhiều những vị trí chủ chốt trong đội hình của bên phía Shindong, điều kiện thắng của họ bị phá sản hoàn toàn. Với Rumble cầm thiêu đốt vào cánh trên, bạn muốn mình thắng đường, nhưng 369 đang thua đường toàn diện với hai lần nằm xuống chỉ trong vòng 6-7 phút đầu. Con V của Canavi hoàn toàn không thể nào đạt được cấp độ 6 sớm để có thể tác động tới ván đấu được. Rất nhiều những điều kiện thắng của Shindong đang bị T1 vô hiệu hóa. Và thậm chí là trong thời điểm mà Canavi ăn rồng thì Kira đi ra nhìn một cái có thông tin của rừng đối phương. Đường giữa, lệnh sóng âm thành công. Faker kéo Nai về vậy để có thể lui ra một cách dễ dàng. Ở đường dưới rồi kia. Đó là sân khấu tử thần, phát đầu tiên đã hụt. Phát thứ hai trúng làm chậm Nura. Missing tới để che và che thành công cho Nura. Một tình huống suýt chết đến từ Ruler, anh ta cũng kịp mở cái thanh tẩy để tránh đi cái sức ép của Kira nữa. Honor đang tấn công tiếp vào bãi chim. Faker thì bây giờ đang hơi thấp năng lượng. Canavi đang cạnh tranh bãi chim và đây là bãi chim thứ 3. Trong khi đó đường dưới, Gumayushi vẫn có hành trình kỳ diệu để thoát về an toàn sau khi bị combo bởi Missing. Và như vậy là đã có thể coi là hai bãi chim rưỡi của Canavi đều đã bị cướp. Đây là một đòn rất nặng giáng vào Canavi. Các bạn hãy xem cái cấp độ Canavi. Canavi bây giờ cấp 5 so với cấp 6 của Honor. Và quay lính này thì ai cứu 369? Anh ta có tốc biến, anh ta có cấp độ 6 để có thể rải cái mưa tên lửa vào đợt lính ngay lập tức. Bởi vì nếu như không, anh ta hoàn toàn có thể bị băng trụ ở trong cái quay lính này đến từ Honor và Zed. Gọi là điểm an ủi dành cho 369 là ta có một con mắt cắm ở bụi cỏ chặt ta để có thể sẵn sàng sử dụng mưa tên lửa rút lui nếu cần. Và Honor cũng quyết định rằng cái lợi thế mà Zed đang có là đủ và không cần người ta tổ chức thêm một pha băng trụ mà sứ giả đã ra. Thì anh cần phải suy nghĩ về chuyện kiểm soát mục tiêu này. Rồi, coi như là đội hình của anh phía team của anh, họ thấy rằng mình cũng đã có đủ lợi thế. Bây giờ khích lại bằng những cái lợi thế là mục tiêu cho bản đồ thì nó sẽ gia tăng cái tính hiệu quả. Bản thân của Zed cũng đang có một cái kèo thi đấu rất chủ động, 59 chỉ số lính so với lại 41. Faker vừa rồi bị áp lực đến từ chiêu cuối của Nai khiến cho anh ta hơi thấp năng lượng chút xíu. Sứ giả đã hết kiên nhẫn và quay trở lại hang của mình. Canavi cũng ngay lập tức có mặt. Missing cũng đang di chuyển. Đây là lúc mà Shindong sẽ cố gắng tìm cách giật lại thế trận bằng những pha giao tranh. Và họ đang di chuyển đội hình về phía khu vực này với đầy đủ cả 5 người. Tất cả các tài nguyên của họ đều có. Duy chỉ có Missing là mới chỉ cấp 5 mà thôi. Honor là người của T1 đang đứng gần nhất ở khu vực hang sứ giả. Kira cũng đang di chuyển tới. Anh ta đã đạt được cấp 6. Gumayushi cũng đã có sân khấu tử thần. Sứ giả trong tay của Shindong. Nhưng T1 bắt đầu tràn vào. Thiên mệnh hóa vàng 3 người. T1 đứng đợi sẵn. Honor hút tung 4 người trong.
mang sứ giả. Nai cố gắng lao ra, mưa tên lửa khá đẹp. Karavi thấp máu, Karavi đã gục ngã, nhưng Nai cũng có được điểm hạ gục. 369 đang đốt, tốc biến bỏ chạy, phát đạn thứ tư đem về điểm hạ gục cho Kuma Yushi. Zidane đang kẹt lại ở trong hang sứ giả, bắt buộc phải tốc biến đi, nhưng Kuma vẫn có hai mạng. Cú lập cơ thành công của Kenya, đó là mạng hạ gục cho Faker. Bốn điểm hạ gục dành cho bên phía của Tiên Hoàng. Một dịp di chuyển, mặc dù bên phía của Zidane đã cố gắng để có thể ăn con sứ giả thật sớm, họ có được con sứ giả đó đến từ những cái nỗ lực của Nai đã có thể nhặt được cái tinh thể, nhưng gần như là bên phía của Zidane bị chôn chân. Hỗ trợ của phía Tiên Hoàng, Kenya kịp thời đẩy đợt lên nơi khu vực giữa, đạt được cấp độ 6. Và Honor có một cú sức hút kinh hoàng, tạo ra lực hút kéo được cả bốn thành viên của phía đối phương, và đồng thời điểm đó ép luôn cả chiêu cuối đến từ Ruler. Mặc dù 369 cũng đã rất nỗ lực để có thể rải một cái chiêu cuối, tôi nghĩ là đẹp để có thể tấn công vào Zed, nhưng đó là những gì mà bên phía của Zidane có thể làm được ở trong pha giao tranh này. Ba thành viên của Zidane đứng tựa lưng vào tường và họ bắt buộc phải tốc biến tất cả để thoát khỏi sân khấu tử thần. Nhưng với con ba, Kerea mở đường cho đồng đội lao lên tìm kiếm Nai sau pha làm choáng thành công. Và đó là một pha giao tranh mà T1 đã giành thắng lợi triệt để, tôi nghĩ là như vậy. Mặc dù vẫn phải có cái giá, nhưng họ vẫn hoàn toàn lời. Kanavi đang đứng rình Zed, Zed không tốc biến, nhưng 369 cũng không có thiêu đốt. Anh ta đã bắt đầu làm mềm Zed. Kanavi quyết định rằng quá mạo hiểm và đang bấm B về. Đã xuống đầu của anh ta chưa hồi. Đấm rồi, đấm vào Zed. 369 tiến lên, Zed mất hơn nửa máu, anh ta lướt về trụ, vẫn đang bị đốt, vẫn đang bị đấm, và Kanavi dứt điểm được Zed. Ui, vẫn có khả năng tấn công đến từ bên phía của Zidane, đó tiếp tục là cái giá trị của bên phía Kanavi. Mặc dù anh ta đang chưa có chiêu cuối, những cái lượng sát thương phối hợp tấn công cùng với lại 369 làm vừa đủ để có thể dứt điểm. Nai, người đã nhặt được cái tinh thể sứ giả, ngay lập tức hiệu triệu ra khu vực điện giữa. Vẫn là một ván thi đấu ăn miếng trả miếng đến từ cho cả hai đội tuyển. Lợi thế vẫn nằm bên phía T1, nhưng khoảng cách nó không xa đến như vậy, chỉ là khoảng chừng 1.600-1.700 chênh lệch về tiền giữa hai đội mà thôi. Và đừng quên rằng Zidane cực kỳ đáng sợ trong những pha giao tranh mục tiêu. Ở trong pha giao tranh sứ giả vừa rồi, họ là đội ở vào thế yếu, nhưng họ vẫn có thể khiến cho T1 phải dùng tất cả mọi thứ tốt nhất của mình để có pha giao tranh thành công. Cái nhịp đó rõ ràng là rất suýt soát đến từ cho cả hai đội tuyển, khi mà cái chiêu cuối đến từ Nai đâu đó khoảng chừng 10 giây nữa mới hồi lại, và nó kịp đủ để cho bên phía của Zidane có cái lượng sát thương đến từ Akali. Và bên phía của T1 cũng tương tự là như vậy. Rồi, hãy chuyển về với những cái lợi thế đã nghiêng về cho bên phía của T1. Hãy nhìn vào Kuma Yushi, con bài Jin của anh ta cũng đã có được phong thần kiếm. Rồng nguyên tố thứ hai đang được triển khai đến từ cả Ruler và Kanavi, nhưng chắc chắn là bên phía của T1 muốn đánh. Honor đang di chuyển dần vào. Zed đã dịch chuyển ra ngay phía sau lưng hàng rồng. Kanavi giúp điểm được rồng hay không? Đó là Zed Honor được rồng trước Kanavi, và sân khấu tử thần được mở. Nó chết chóc thật sự và Kanavi gục ngã. Tình huống giữ chân Missing đã thành công. Missing bắt buộc phải cố gắng dùng tất cả mọi thứ, kể cả bất khuất của mình, để rút lui. Nhưng T1 vẫn là đội thắng lợi hoàn toàn với pha cạnh tranh vừa rồi. Cái lượng sát thương đến từ xuyên tâm kích của Honor kết hợp Honor của trừng phạt. Honor đang đi sâu vào đường phía đối phương. Anh ta vẫn đang cố gắng lết về phía bờ sông. Faker hỗ trợ. Di chuyển ra hỗ trợ, tạo giáp cho Honor, dùng lệnh sóng ấp luôn để cứu. Và anh ta không cứu được Honor. Kerea làm choáng không thành công, nhưng có thiêu đốt. 369 thấp máu, nét vẽ đã bị né, nhưng 369 vẫn nằm xuống với sát thương đến từ thiêu đốt. Và phía bên này thì Faker dứt điểm Missing. Một đội hai vẫn có sự trợ giúp đến từ cả Kera và Faker, khiến cho cái pha bị hạ gục vừa rồi của Honor không bị lãng phí. Vừa rồi thì Nai cũng đã rất nỗ lực để có thể dịch chuyển lên cánh trên, phòng vệ cái đợt lính đang bị bỏ ngỏ của 369. Nhưng sau đó ta phải bắt buộc quay ngược trở lại khu vực đường giữa. Vẫn có những cái lợi thế nhất định dành cho bên phía của Tiên Hoành, cụ thể là 3.000 tiền đang tạo ra chênh lệch dành cho đội hình của họ. Còn đây, hãy xem lại cái pha chống sát thương đến từ Honor với xuyên tâm kích, và đó là tình huống hơi vội của Kanavi khi mà cái lượng sát thương trừng phạt của anh ta vào rồng là không đủ. Lúc đó Kanavi đã phải chịu một áp lực quá lớn khi toàn bộ đội hình của T1 đã bao lấy anh ta. Và dưới áp lực khủng khiếp đó, một cái trừng phạt chưa đủ sát thương của Kanavi giúp cho Honor rất dễ dàng trong việc chốt được mục tiêu. Mặc dù sau đó Honor cũng có một pha di chuyển hơi ngơ một tí, nhưng vô tình nó lại đem về hai điểm hạ gục nữa dành cho T1. Ruler phải mất luôn cho mình đám chiêu cuối để né khỏi cú xoáy của Faker. Nếu như không thì anh ta hoàn toàn toàn có thể bị gặp nguy hiểm ở trong tình huống này. Và Faker vừa rồi cũng đã có thêm được một lớp giáp trụ khu vực giữa nữa. Thế trận ở thời điểm hiện tại như đã nói đang nghiêng về giao dịch của xung quanh, đâu đó khoảng cách là gần 3.000 tiền. Kira bắt đầu di chuyển liên tục với hành trình kỳ diệu, sẵn sàng để có thể có mặt hỗ trợ cho Zed ở đường trên. Đang đợi 369 bước lên cao một tí. Tốc biến của 369 chưa hồi lại, anh ta đã bị hóa màn. Zed đã bật chiến binh tận thế, cú bổ thành công, xiên xích địa ngục thành công. 369 gục ngã.
không có tốc biến, ba sao chín có thể lấy gì mà chạy đây? Sức mạnh đến từ con ba chúng ta đã nói ở trong dàn cấp và chọn, đó chính là cái khả năng đi ram. Kể từ thời điểm mà anh ta cấp độ 3, anh ta không thường xuyên xuất hiện ở khu vực dưới nữa, thay vào đó là anh ta xuất hiện ở khu vực giữa, và lần này dấu ấn của anh ta đã có mặt ở khu vực trên. Ruler đang bị tấn công, đứng đợi Honor lao thẳng vào. Ruler vẫn còn khá nhiều tài nguyên và T1 không đe dọa được xạ thủ của Shindong, họ cũng chưa có đủ khoảng trống để lấy được trụ một đường giữa. Nhưng với việc áp lực được đội hình của Shindong ra khu vực đường giữa thì khoảng trống mênh mông dành cho Z khi 369 vừa đếm số trụ ở khu vực đường trên, và đó cũng là trụ đầu tiên của bán đấu dành cho Z. Anh ta đang cầm cực kỳ nhiều tài nguyên với 4 điểm hạ gục và trụ đầu. Như vậy là kế hoạch của phía T1 đã thành công khi mà họ tập trung cái lượng tài nguyên của mình cho ngòi đổ là con bài Aatrox của Z. Với một cái lượng kinh tế vượt trội như thế này, chênh lệch quá nhiều về chỉ số lính, hơn 1.000 tiền ở khu vực đường trên, 1.000 tiền cho vai trò xạ thủ. Đó là một con xạ thủ cánh dưới và cánh yếu, nhưng với rất nhiều điểm hạ gục thì Gumayusi không hề yếu một chút xíu nào cả. Với lượng trang bị mà anh ta đang cầm trên người thì lúc này những phát đạn của anh ta chưa cần là những phát đạn thứ tư thì nó đã thực sự chết chóc. Sứ giả 2 đang có mặt ở trên bản đồ và T1 đang là đội di chuyển ra trước ở khu vực này. Shindong họ đang thiếu nai ở khu vực đường dưới, người đang không cầm cho mình dịch chuyển, hay nói chính xác hơn là dịch chuyển của anh ta chưa hồi lại. Shindong bỏ sứ giả rồi. Tuy nhiên thì để coi bên phía của Shindong họ sẽ làm được gì ở trong tình huống buông bỏ này. Họ đang tấn công ở khu vực dưới. Nhưng Kyria một lần nữa rất tinh quái. Faker không đứng một mình, có sự hỗ trợ đến từ ông Bụt ở phía sau lưng để có thể sẵn sàng cho những tình huống chống băng trụ của phía đối phương. À, cái điểm được của phía Shindong ở trong dàn vừa qua là họ có được một con rồng nguyên tố. Điều này nó khiến cho cái sức ép linh hồn rồng của bên phía T1 chưa được thực hiện một cách sớm được. Rồng này cũng rồng rất là ngon dành cho T1 nha. Với Aatrox ở trong đội hình mà có được linh hồn rồng nước thì sẽ khá là lợi thế. 50 giây nữa chúng ta sẽ có tình huống rồng ra. Nhưng mà việc ăn rồng nó cũng sẽ khá thuận lợi cho T1 bởi vì họ đang cầm cái tinh thể sứ giả. Thì cách triển khai đơn giản nhất là cứ cầm tinh thể ra thả đường giữa, sau đó dịch chuyển về rồng là được. Thế và nữa là ở trong cái bối cảnh này thì chắc chắn là bên phía của Shindong họ sẽ bị bất lợi. Hồi nãy tôi đang nói đến cái mặt lợi của bên phía Shindong, đó chính là một con rồng nguyên tố cho phép họ có thêm thời gian để có thể farm. Nhưng khi mà kết thúc giai đoạn đi đường, con Rumble của 369 không có dịch chuyển. Đó là một cái điểm bất lợi cực kỳ lớn. Làm sao mà có thể đối đầu với lại một con Aatrox đang xanh sao của Z đây? Không thể. Chênh lệch về trang bị giữa 369 với lại Z là quá nhiều rồi. 369 bây giờ bắt buộc phải đi chung với đội để đánh giao tranh thôi, chứ anh ta không thể nào đương cự được với Z. Z đang có riêng mình một đường để đẩy lẻ. Canavi mở thẳng vào Kyria nhưng ta không đấm trúng. Kyria vừa rồi tung quy cũng không trúng. Missing đứng kế bên Canavi để hỗ trợ kiểm soát tầm nhìn. Sân khấu được mở nhưng nó hơi xa một tí. Canavi đã thoát khỏi sân khấu tử thần nhưng ta vẫn đang bị làm choáng dính xuyên tâm kích. Nai đang cố gắng tới để hỗ trợ Canavi, và 50% máu người đi rừng của Shindong vừa mất có hạt hồi phục để anh ta có thể hồi lại một phần máu đã mất của mình. Rất sau khi đẩy cái đợt lính vào trụ hai của phía đối phương ở được trên, anh ta cũng nhanh chóng dịch chuyển xuống khu vực đường dưới bởi vì chúng ta đang chuẩn bị bước vào đoạn giao tranh ở con đồng nguyên tố thứ ba. Sứ giả 2 được đẩy lấy trụ ở khu vực giữa. Sứ giả sẽ hút. Trong khi đó, Shindong vẫn đang tổ chức pha ăn rồng của mình. Missing di chuyển dần về phía đồng đội. Còn Z là người tạt từ phía sau tạt tới. Nai đang đứng nấp trong bụi để có thể chặn đường của Z. Canavi gầm quy để có thể đẩy Z ra, quay lại tuyến sau để có thể phá con mắt kiểm soát. Rồng sẽ hết kiên nhẫn và lui trở về hang của mình. Sứ giả đã hút vào tới trụ 2, nhưng rồng vẫn là nơi tập trung của cả hai đội. Hành trình kỳ diệu của Ruler, anh ta đi thẳng vào trước mặt của Z, nhưng có đồng đội kế bên. Z bắt buộc phải tốc biến qua tường, mưa tên lửa rải khá đẹp. Z bị băng và Z sẽ gục ngã dưới sát thương cuối cùng đến từ Canavi. Trong khi đó phía bên này, 369 đang sấy Kyria. Honor cũng thấp máu. Shindong tiến lên, họ tìm được Honor. Một cú chiêu cuối rất đẹp của Faker kết hợp với Honor đem về 2-3 cho T1. Nhưng phía bên này thì Nai vẫn đang quẩy, rất nhiều thành viên của T1 thấp máu. Nai tốc biến qua tường, bắt Gumayusi phải tốc biến né phi tiêu của mình. Faker dứt điểm đã trúng và Gumayusi cùng với là Honor vẫn đang triển khai tốt pha phối hợp 2-2 và họ đẩy lui được Nai và Missing. Faker quay trở lại sau khi đã có được cú double kill, đặt quả cầu ra. Anh ta né khỏi tầm sử dụng kỹ năng của Missing và Nai nét vẽ lại trúng. Nai là người bị giữ chân lại, anh ta đã không còn tốc biến nữa và Missing là người đã bị kẹt lại, bị dứt điểm Honor. Phi tiêu của Nai trúng nhưng đó là cú Gumayusi với pha dứt điểm. Nó có thể gọi là một tình huống quét sạch không chính thức của anh phía Tiên Hoàng với 5 điểm hạ gục. Họ dứt điểm các thành viên của anh phía Shindong. Mặc dù cái pha quyết định vừa rồi của anh phía Shindong
là một pha quyết định khá là táo bạo. Họ thấy rằng nếu như muốn tốn thời gian ở đây, họ sẽ bị mất rất nhiều tài nguyên. Những cái đợt lính ở đường trên và khu vực đường giữa, họ quyết định là ép đánh ở cái cánh yếu, đó chính là Zed, chỉ có một mình mà thôi, với tả sung hữu đột, với mưa tên lửa của 369 nhắm vào người của Zed, và họ có thể làm được điều đó. Những cái phần còn lại của bên phía Jin Dong trở nên cực kỳ mỏng manh và họ bị khoét sâu bởi Faker, bởi Guma Yuzi. Một pha giao tranh cực kỳ kinh khủng đến từ cả hai. Nhưng có lẽ tình huống đáng chú ý nhất là pha phối hợp giữa Honor và Faker. Có vẻ như bây giờ cái danh hiệu là cánh tay phải của Y Vương là Honor đang rất muốn xin rồi đó. Cánh tay trái. Cánh tay trái của Faker. Là mỗi thời điểm là Faker chỉ có một tay thôi hả? Rồi, một pha giao tranh mà chúng ta đã thấy rằng lợi thế vẫn sẽ nghiêng về cho bên phía của Tiên Quang với những tình huống nhấp nhả tương đối là tốt. Nine Mission gần như là bị chôn chân rồi. Họ rất nỗ lực để có thể kéo theo cả Guma Yuzi vào nơi nhưng không thành công. Những lợi điểm một lần nữa xin được phép khẳng định đã nghiêng về cho bên phía của Jin Dong. Xin lỗi, nghiêng về cho bên phía của Tiên Quang. Con rồng vừa rồi cũng nằm ở trong tầm kiểm soát của họ. Từ 1.000 lên thành 1.007, lên thành 2.000 và bây giờ là khoảng cách 6.000 dành cho Tiên Quang ở vào phút thứ 20. Đây là một khoảng cách lớn, đây là một khoảng cách lớn. Nhưng nãy giờ tôi phải khen Jin Dong là mặc dù là họ lúc nào cũng ở thế thua thiệt, mà những pha giao tranh của họ nhìn vẫn ghê, vẫn áp lực. Đó là cái sức mạnh đến từ bên phía của Jin Dong Gaming, họ vẫn tìm kiếm những cái cơ hội để có thể lật lại ở trong cái ván thi đấu này. Thì Jin Dong vẫn luôn là trong những cái đội tuyển mạnh mà, nhưng lợi thế ở trong ván này thì không nghiêng về dành cho họ nữa. Hãy nhìn về cái cách lên trang bị của phía Tiên Quang coi, đều là những cái cách lên trang bị để không cho Jin Dong có bất kỳ một cái cơ hội nào trở mình. Những món trang bị phòng vệ được lên khá là sớm. Anh Trinh kỳ diệu, Kira cực kỳ tự tin. Và anh ta giữ chân làm chậm nên Missing nét vẽ cùng trúng sân khấu mở luôn. Và bất khuất bắt buộc phải dùng. Missing vẫn bị dính của lệnh song âm và Faker đã giúp cho Kira có được điểm hạ gục cộng với cả trụ hai đường giữa. Một lợi thế nữa dành cho T1. Và những cái chiêu cuối họ sử dụng chỉ là một mà thôi. Và nó sẽ hồi rất nhanh, lệnh song âm Faker sẽ hồi rất nhanh. Faker không ngại tiếc chiêu cuối để có thể giữ chân được Missing. Một trong những cái điểm được khi mà tiêu diệt được Missing là triệt tiêu cái lượng tâm nhân. Wow, làm chán tốt của Kira. Xử lý kỹ năng quá ác và Nai bị mất hơn 60% máu của mình. Phía bên này Kanami sử dụng chiêu cuối mới tên lửa cũng rất đẹp. Sát thương dứt điểm của họ đã có, họ dứt điểm được Guma Yuzi. Có một chút xíu khoảng trống dành cho Nai, nhưng ta vẫn chưa dám quay trở lại pha giao tranh. Còn Zed đã có mặt ở đây, xiên xích địa ngục đã trúng, 369 bị giật lại. Liên tục là những cú bộ của Zed. Missing có mặt để hỗ trợ đồng đội, giúp cho đội hình của bên phía Jin Dong lui về được. Còn Nai thì cũng thoát đi được. Như vậy T1 mất Guma Yuzi và chỉ để được thêm một mạng của Kanavi mà thôi. Xét về tình huống giao tranh nhỏ như thế này thì bên phía của Jin Dong họ lời, bởi vì họ có được điểm hạ gục sách đao của Guma Yuzi. Họ chỉ mất đi Kanavi mà thôi. Thật ra cũng mất đi trụ ở khu vực đường giữa, nhưng mà dù sao thì cũng là một cái lượng tiền bổ sung thêm dành cho bên phía của Jin Dong. Hãy cùng xem lại tình huống thi đấu mà Kira vẫn tạo ra một cái sức ép áp lực. Một pha hắc não đến từ Kira tạo ra một cái điểm nhấn tấn công dành cho đội hình của phía T1. Khoảng trống vừa rồi dành cho Zed ở khu vực dưới nữa để có thể giúp mang về công trình dành cho bên phía của T1. Kira đã rất nỗ lực nha, anh ta đã có một cú hỏa vàng cũng khá là đẹp. Rất tiếc là nó đã không giúp được cho Guma Yuzi có thể sống sót được. Nhưng một lần nữa phải nói rằng ở chung kết thế giới 2023 này chưa có đội nào mà thua tiền, cảm giác đánh giao tranh nó nguy hiểm như là Jin Dong cả. Rồi quay trở lại với vấn đề nãy đang định nói, đó chính là những món trang bị phòng ngự đã được lên sớm đến từ bên phía Tiên Quang. Dây chuyền chữ thập Banshee, một cái đồng hồ vừa rồi mới được xài đến từ Faker. Lời thề hiệp sĩ ngọn đuốc thánh quang là hai món trang bị chủ chốt của Honor trong ván thi đấu này. Và kể cả truy gai Momotius cũng đã được hình thành sớm đến từ Zed nữa. Zed đang có 174 chỉ số lính. Và con số này của con Rumble của 369. 369 hiện giờ anh ta, thật sự sát thương của ta sẽ không làm được nhiều cả. Anh ta chỉ là gây hiệu ứng thôi, hỗ trợ đồng đội làm chậm, dồn tí thêm sát thương làm mềm đối phương thôi. Sát thương của ta sẽ rất hạn chế. Kanavi đang gồng quy, nhưng mà Honor có Zed đứng kế bên, Jin Dong không thể mở bởi vì họ đang thiếu người. Lượng tầm nhìn đến từ bên phía của Jin Dong bây giờ đang hơi bị hạn chế một chút xíu. Có cái điểm trừ khi mà Guma Yuzi sử dụng Jin, đó chính là cái tốc bộ ăn Baron thì nó không có vượt trội mà thôi. Nhưng mà dù sao thì với lượng tầm nhìn tốt hơn như thế này thì bên phía Tiên Quang hoàn toàn có thể câu Jin Dong ra để có thể tạo ra những cái pha mở giao tranh tốt đối với vị tướng Kira, đối với vị tướng ba của Kira. Đây là lúc mà họ đang muốn làm như vậy. Đây là lúc mà bạn bắt đầu triển khai những pha câu Baron. Câu hay ăn thì nó tùy tình huống. Missing bắt buộc phải tốc buộc phải lui ra thôi, chứ ta chưa tốc biến. À tốc biến rồi chứ. Có mắt tím ở trong hang Baron của phía Tiên Quang chưa triệt tiêu được con mắt thường. Và đấy giúp cho phía của Jin Dong vẫn có lượng thông tin nhất định. Full tầm nhìn.
Jin Dong có đầy đủ tầm nhìn trong hang Baron. T1 đã phạm một sai lầm cũng họ đã phá được nó rồi. Một cái bắt kiểm soát được cắm xuống ngay lập tức để giữ lại tầm nhìn cho Jin Dong. Kanabi sẽ thoát đi khi Faker đẩy qua cầu tới. Và đội của Jin Dong đang phải lui ra nhưng T1 không muốn dừng lại. Họ đã bắt được Kanabi với pha hỏa vàng. Faker đứng đợi sẵn, Kanabi bắt buộc phải tốc biến. Xin xích địa ngục vẫn trúng nhưng Zed đang gặp nguy hiểm. Sân khấu tử thân được mở. Phía bên này Missing đang phải bỏ chạy và Faker xoáy ba người. Double kill dành cho Zed. Faker tự tay giúp điểm này và pha sau cùng kill ngã. Missing sẽ là người cuối cùng nằm xuống. Thậm chí quét sạch dành cho T1 và họ sẽ dứt điểm vàng đầu tiên. Còn Jin của Gumayushi vẫn đóng góp được cái lượng sát thương. Faker, thật sự tôi không nghĩ đây là sườn dốc sự nghiệp của Faker nữa rồi. Anh ta đánh như là một chàng trai 18 tuổi. Quá áp lực, những tình huống xoay của anh ta đều trúng vào đa mục tiêu. Một bán đấu đầu tiên mà T1 đã dẫn trước từ đầu cho đến cuối, từ pha cướp rừng đầu tiên của Honor cho tới tất cả những diễn biến tiếp theo, và họ đã có được tỷ số 1-0 sau ván đấu đầu tiên của cặp đều năm. Cái điều mà tôi muốn nói ở trong cái ván thi đấu này đó chính là cái cách tiếp cận của NPT One nó hoàn toàn khác biệt. Nó giống như là cái phương thức mà bên phía của Weibo họ đã tiếp cận ở trong cái kèo thi đấu B5 vừa qua. Đó chính là bên phía của Weibo họ cũng đánh lên cánh trên. Và lần thi đấu này thì bên phía của T1 cũng ban bích rất khéo và tạo ra một cái thế trận đánh lên cánh trên dành cho con bài của Aatrox, dành cho Zed. Và đó thật sự là cái cách tiếp cận khiến cho bên phía của Jin Dong bị bất ngờ. Cái chính xác là cái điểm hay nhất từ T1 tôi nghĩ trong ván đấu đầu tiên chính là cái bài cấp 1 của Honor. Họ đã có thể dự đoán được khởi đầu vòng rừng của Kanavi, trong khi đó Jin Dong hoàn toàn không hề có ý thức rằng là rừng của mình đã bị cướp ở cánh trên. Cái sự vượt trội hoàn toàn về khởi đầu cấp 1 đó, nó đã khiến cho con Vi đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên chúng ta thấy Vi bị vô hiệu hóa tại chung kết.